Một trong những cái điều mà rất là dễ làm mất lòng bạn bè hoặc bất cứ một mối quan hệ nào, đó là cái chuyện đâm thọt sau lưng hay nói xấu sau lưng. Như vậy làm sao để khắc phục cái chuyện này ngay từ khi trẻ còn nhỏ? Một vài câu hỏi sau đây và cách giải thích của chúng tôi hy vọng sẽ làm đầm trở lại những cái tính cách đó của con bạn. Câu hỏi đầu tiên, tôi thường thấy con tôi mách những cái chuyện xấu của người khác để gây chú ý, vậy có đúng hay không? Đầu tiên chúng ta phải nhìn nhận rằng cái chuyện mét moi người khác là một cái hành động không hay lắm. Nhưng nếu như mà mình cứ gạt ngang những cái lời mét moi của trẻ thì đến một lúc nào đó trẻ sẽ tìm những cái cách khác để gây chú ý cho mình. Tốt nhất trong trường hợp này khi trẻ nói ra những tật xấu của người khác đó thì quý vị hạn chế phản ứng lại. Ví dụ, mẹ ơi, mẹ, mẹ con nói nè. Khi mà trẻ có ý định muốn thu hút sự chú ý của quý vị á, thì quý vị giả bộ hờ hững và chỉ quay một phần nửa cái sự chú ý của mình về phía trẻ. Cái gì con nói đi. Bạn Lâm á, bạn lúc nào bạn chơi bạn cũng lấy cái búa á, bạn đánh lên đầu bạn Hải hết trơn á, con thấy bạn nó kỳ quá. Vậy đó hả? Quý vị phải ít ít sự phản ứng lại để cho trẻ có một sự suy nghĩ rằng khi mà mình mé người khác, mẹ ít để ý mình lắm nha. Nhưng mà quý vị cũng đừng quên hãy lắng nghe con nói hết lời. Thêm nữa, nếu như thấy mà con chơi cùng với bạn á, mà bữa nào mà con ít mét moi bạn hơn á, thì quý vị nhớ thưởng một phần thưởng cho con. Và khi thưởng cho con đó quý vị, thì quý vị hãy nhắc: nè mẹ thưởng nè, bữa nay chơi với bạn á, không có mét ai hết trơn ha, rồi mẹ thưởng cho nè. Thí dụ như vậy, trẻ sẽ nhớ và trẻ sẽ có thể duy trì cái hành động tốt. Đối với con nít đơn giản là vậy thôi. Hành động xấu thì quý vị sẽ bắt đầu đưa ra những cái khiển trách. Còn hành động tốt thì quý vị hãy khuyến khích bằng phần thưởng. Đó là cách tốt nhất để có thể gia tăng những thói quen tốt và gia giảm những hành động xấu, hành vi xấu. Một điều nữa đó là một số ba mẹ hỏi rằng khi trẻ mà mắc điều xấu của người khác với tôi á, tôi có nên vờ đi, giả bộ là không nghe và biểu trẻ đi chỗ khác hay không, tức là làm lơ đó quý vị. Thì theo quan điểm của chúng tôi, lắng nghe trẻ là một trong những cái điều hiểu được những bức xúc của trẻ. Đôi khi chuyện mét moi người khác không phải là một tánh xấu, mà chỉ đơn giản nó bắt nguồn từ một cái gốc rễ muốn được sự chú ý, muốn được sự quan tâm mà thôi. Nhưng do trẻ không biết cách làm sao để gây sự chú ý tốt, mà trẻ mới suy nghĩ ra cách thay vì để gây sự chú ý tốt cho người khác với mình, thì tại sao mình không lấy cái điều xấu của người khác để nói cho họ nghe? Và thế là mình giống như là một cái người quân sư trước mắt mọi người như vậy. Đó là một trong những hiểu lầm mà con trẻ nào cũng gặp phải. Nếu là người lớn, quý vị hãy làm theo những cách sau đây. Đầu tiên, hãy lắng nghe cho trẻ hết lời, nhưng hạn chế phản ứng để trẻ hình thành một tư duy. Khi mình nói xấu người khác, hình như mẹ có nghe mà mẹ không quan tâm lắm. Hình như ba có nghe mà ba làm lơ hả? Hạn chế đuổi con ra khỏi chỗ khác, bởi vì khi tất cả những cái sự mét moi đó, ngày một, ngày hai, nếu không được quan tâm, trẻ sẽ nghĩ rằng tất cả những điều mà mình nói, ba mẹ đều không quan tâm giống y chang như vậy. Một vài trường hợp trẻ bị lạm dụng tình dục, nhưng do ngại phải nói với ba, với mẹ, cái chuyện đó kéo dài một thời gian rất lâu, đến lớn nó trở thành một trong những ám ảnh tâm lý và khiến cho trẻ không thể nào có gia đình bình thường được. Cũng do những cái lần mà trẻ muốn lại tâm sự với ba mẹ hoặc lại mét với ba mẹ một người nào đó, ba mẹ lại gạt ngang và đuổi trẻ đi chỗ khác. Con trẻ rất dễ hiểu lầm, mặc dù chúng tôi rất thông cảm với phụ huynh, có những lúc phụ huynh rất mệt mỏi, không thể nào lắng nghe con đủ. Nhưng quý vị ơi, biết đâu được trong những lúc quý vị mệt mỏi, con lại có vấn đề. Cho nên hãy tập thói quen lắng nghe con và gạt đi những cảm xúc cá nhân để giúp cho con giải bài và giúp cho con tốt hơn mỗi ngày. Trong đó có chuyện giúp cho con bớt bàng quan thiên hạ và nói xấu sau lưng người khác.